Xin được cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin được trở lại với chương trình, và trong phần 2 thì chúng tôi xin được tham vấn cùng ký giả Phạm Trần cũng giống như ông Đỗ Văn Tỏa về cái kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua và những diễn tiến sau này nó sẽ như thế nào. Trước hết anh Tỏa có thể cho biết rằng cái kết quả bầu cử sơ bộ ngày hôm qua thì nó có phần thắng lợi về rất là rõ ràng về hai cái người mà đang mà chúng ta gọi là có thể nói là candidate chính thức rồi đó. Nhưng mà có những cái phân tích nào chúng ta cần phải biết vậy? Dạ thưa vâng, hôm qua đó thì trong 14 tiểu bang mà có cái bầu sơ bộ đó thì ông Biden đến giờ này đó là thắng ở trên 9 tiểu bang. Và thêm một điểm nữa, thành thử là cái cuộc bầu cử này nó cũng bắt đầu thu hẹp lại giống như cuộc bầu cử giữa hai người thôi, thay vì 5-6 người. Vậy tại vì thêm yếu tố nữa, hai yếu tố nữa đó là thứ nhất, bà Warren bà lại thua ở tiểu bang Massachusetts, tức là nơi tiểu bang của bà, mà thường thường đó ứng cử viên tổng thống nếu mà mình thua ngay cái tiểu bang của mình đó, thì cái cơ hội mà tiếp tục nữa nó rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng bà Warren cũng sẽ rút lui, mặc dù bà chưa rút lui. Điểm thứ nhì nữa là sáng sớm hôm nay ông Bloomberg cũng ra tuyên bố là ông nói ông ấy coi qua hết tất cả kết quả, ông thấy ông không trở thành một cái ứng cử viên sáng giá được nữa, tại vì ông không thắng được những cái nơi mà ông muốn, do đó ông sẽ rút lui. Tuy nhiên, cái câu tuy nhiên của ông rất là quan trọng là ông rút lui khỏi cuộc tranh cử nhưng mà không có rút lui khỏi cái Cái tiến trình campaign bầu cử, cái và cái campaign vẫn còn giữ tiếp tục. Do đó chúng ta sẽ có dịp bàn tới cái sự quan trọng của cái vấn đề ông Bloomberg duy trì nguyên cái hệ thống tranh cử của ông mà không có đóng cửa giống như những người khác. Do đó ngày hôm qua chúng ta thấy là cuộc bầu cử sắp tới đó nó sẽ giữa hai ứng cử viên là ông phó tổng thống Joe Biden và ông Sanders, thượng nghị sĩ Sanders. Chúng ta còn chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta nên nhớ là chúng ta còn lại tới 30 mấy tiểu bang sẽ có cái bầu cử sơ bộ, và cái ngày bầu cử cuối cùng sơ bộ của Đảng Dân Chủ sẽ vào ngày mùng 2 tháng 6. Do đó là từ bây giờ đến tháng 6 chúng ta sẽ thấy hai bên sẽ đều ra tranh cử để lấy thêm delegate. Người nào mà đủ cái số delegate 1.991 người thì sẽ được trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Do đó chúng tôi thì tình trạng như vậy, là cái chuyện gì sẽ xảy ra chúng tôi sẽ trở lại sau cái câu cuối cùng kết luận. Dạ. Kính thưa nhà báo Phạm Trần, khi mà nếu mà cả hai người không ai đạt được cái chỉ số là 1991 để mà vào được cái khi mà đại hội đảng để mà đề cử ra đó, thì cái yếu tố nó có gọi là có cái vai trò của super delegate, thì ông ghi nhận như thế nào vậy thưa ông? À, vâng, trước khi trả lời anh Nhân cái câu hỏi này thì tôi xin bổ túc ý kiến của anh Tỏa là ông Michael Bloomberg đã quyết định rút lui, và thứ hai nữa là ông ấy tuyên bố là ông ấy duy trì tất cả những cái văn phòng của ông ở trên toàn quốc Hoa Kỳ để mà ủng hộ người nào được Đảng Dân Chủ đề cử, và ông cũng công khai tuyên bố là ông ấy ủng hộ ông Joe Biden. Thì đó là một cái điều rất lợi cho ứng cử viên Joe Biden. Trở lại câu hỏi của anh Võ Thành Nhân ạ, thì tôi đọc những cái quyết định mới của lãnh đạo của Đảng Dân Chủ thì kỳ bầu cử này họ đã thay đổi một phần rất là quan trọng về cái lá phiếu của 771 vị đại biểu mà được gọi là cái lá phiếu của những người super delegate, là những cái người mà viên chức cao cấp của đảng, những nghị sĩ, những dân biểu vân vân. Những cái lá phiếu đó thì trước đây đó anh Tỏa biết rất rõ hơn tôi là ở cái chỗ là các vị này được coi như là một cái hội đồng tiên chỉ, nói tiếng Việt Nam cho nó dễ hiểu, tức là khi nào mà quý vị này mà nghiêng về ứng cử viên nào trong cái cuộc tranh cử sát nút giữa hai ứng cử viên á, thì cái người đó sẽ thắng cử, là bởi vì 771 lá phiếu đó các quý vị đó có thể thay đổi ý kiến vào giờ chót, bất cứ lúc nào họ có thể thay đổi ý kiến được. Thành ra cái lá phiếu của cái super delegate luôn luôn là quan trọng. Nhưng mà năm nay đó thì theo chỗ tôi được biết và tôi đọc những cái điều khoản mới quy định của Đảng Dân Chủ đó, thì những cái lá phiếu này không được bỏ phiếu vòng đầu của cuộc bầu phiếu ở tại Đại hội Đảng, và sau đó nếu mà vẫn chưa có phân thắng bại đó thì lại có những cái cuộc dàn xếp sau hội trường. Thành ra tôi vẫn không có hiểu một cách rõ rệt là liệu là cái quyết định của Đại hội Đảng Dân Chủ đối với các cái lá phiếu
được gọi là super delegate này đó, thì nó sẽ quyết định như thế nào, liệu là nó sẽ có xảy ra những cái cuộc cãi vã, những cái cuộc tranh giành, những cái cuộc vận động hậu trường của các lãnh đạo đảng Dân Chủ, tỷ dụ như là ông cựu tổng thống Jimmy Carter, ông cựu tổng thống Obama, hoặc là ông cựu tổng thống Bill Clinton, hay là những ông như là cựu phó tổng thống Al Gore, hay là một người rất được kính trọng như là ông cựu phó tổng thống, tức là ông Walter Mondale. Ông ấy cựu phó tổng thống, ông ấy vẫn còn sống rất lớn tuổi rồi ở Minnesota. Tất cả những cái vị đó đều đóng một cái vai hết sức quan trọng. Nếu mà những cái lá phiếu của hai bên, tỷ dụ như là ông Joe Biden và ông Bernie Sanders vẫn chưa phân thắng bại, thì những vị này là những vị sẽ gánh vác cái trách nhiệm để mà quyết định đưa người của đảng ra tranh cử đó, thưa anh. Dạ, xin mời anh Tỏ. Dạ thưa, kính thưa anh Phạm Trần, đúng như lời anh nói đó, thì cái sự khác biệt chính thức giữa cái đại biểu của đảng mà chúng ta mấy nay nói đó là phải có 1.791 người đó. 1.791. 91 người. Yeah. Và cái super delegate đó, nó khác nhau. Thứ nhất đó, là khi mà chúng ta là đại biểu đó, ở cấp này thì chúng ta trước khi mà đi dự những đại hội, chúng ta phải nói là chúng ta ủng hộ ứng cử viên nào, chứ là gọi là pledge delegate. Cái super delegate nó không cần pledge. Tức là super delegate họ có thể đến cái đại hội đảng họ chơi, họ vote hoặc là họ không vote, đó là tùy theo họ. Và giống như anh Phạm Trần có nói rất đúng là cái điều luật ở mỗi cái đại hội đảng nó có cái rules committee, thì nó sẽ quyết định những cái điều luật như vậy. Thì trong quá khứ đó thì cái super delegate không được bầu vòng đầu, giả sử như là chúng ta có hai ứng cử viên đến dự đại hội, mỗi người chỉ đạt được 1.000 phiếu, thí dụ như vậy, thì cái vòng đầu nó vote mỗi người cũng chỉ được 1.000 phiếu, cũng chưa đủ 1.991, thì là nó bầu vòng thứ nhì. Vòng thứ nhì đó thì trong những quá khứ đó thì là 771 người hay là 714 người này sẽ được nhảy vô vote, không được vote vòng đầu nhưng mà được vote vòng thứ nhì. Và thêm một cái điểm quan trọng nữa đó, cái super delegate giờ này đó là họ đã bắt đầu làm việc trong bóng tối, là tại vì cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới đây, ngoài vấn đề bầu cử tổng thống, phó tổng thống, chúng ta còn phải bầu lại 435 dân biểu quốc hội và 1/3, tức là 1/3 thượng nghị sĩ. Do đó đảng Dân Chủ chẳng những lo là cái người đứng đầu của cái ứng cử viên tổng thống, phó tổng thống đó, nếu mà thua đó thì nó sẽ kéo thêm cái đuôi, tức là Dân Chủ có thể thua luôn hạ viện và vẫn tiếp tục thua ở thượng viện. Do đó rất là quan trọng, tại vì thượng viện đó là đảng Dân Chủ chỉ cần thắng 4 ghế là có thể nắm lại đa số, và hạ viện đó đảng Cộng Hòa nếu mà thắng thêm 19 chỗ đó thì sẽ lấy lại cái hạ viện. Do đó là cái vấn đề super delegate thì thực sự họ đã hoạt động trong bóng tối, và do đó là như tôi đã trình bày với anh Dân cũng như anh Phạm Trần là chúng ta sẽ còn một số ẩn số. Thứ nhất đó, theo tôi đó là ông Bloomberg ông sẽ làm cái gì, tại vì như là anh Phạm Trần đã trình bày đó, ông rút lui không là ứng cử viên, nhưng mà ông không đóng cửa văn phòng của ông, và ông văn phòng rất nhiều, và ông có thể là có đủ tiền mà để đương đầu với lại cái số tiền mà Tổng thống Trump đã có. Đó điểm thứ nhất, chúng ta chưa biết vai trò. Cái thứ nhì đó là cái vai trò của super delegate trong cái cuộc mà lựa chọn ứng cử viên, thì đảng Dân Chủ trong các năm vừa qua là đều mong muốn là không có chuyện này xảy ra. Tức là họ sẽ dàn xếp trước khi mà chúng ta có cái đại hội đảng vào tháng 7. Tức là ở cái cấp tiểu bang họ đã dàn xếp là giữa ông Sanders bây giờ và ông Biden. Tức là khi mà mọi người đến cái đại hội đó là đã quyết định bầu cho một ứng cử viên duy nhất mà thôi. Yeah. Tôi hy vọng là họ sẽ có cái cuộc sắp xếp được như vậy. Tại vì cái contested, một cái yếu tố ẩn số nữa đó mà chúng ta chưa biết đó là cái vấn đề cái con virus corona nó sẽ tồn tại và nó sẽ đe dọa, nó làm chúng ta sợ hãi cho đến khi nào. Và cái điểm nữa là cái thị trường chứng khoán nó có thể lên, tại vì hôm qua chúng ta thấy nó lên được 1.000 điểm, thì ngày hôm qua lại xuống 900 mấy chục điểm. Sáng nay đó, trước khi tôi đi thì thấy nó lại bắt đầu lên. Do đó, tại vì Tổng thống Trump dựa rất nhiều cái sự thành công của cái nhiệm kỳ của ông vào cái chỉ số của thị trường chứng khoán. Và do đó là cái việc này đó, nếu Tổng thống Trump mà đứng ra lãnh đạo được đất nước mà qua được hai cái cơn này đó
thì cái hy vọng Tổng thống Trump sẽ làm thêm 4 năm nữa nó sẽ lên rất cao, và đó là những cái ẩn số mà chúng ta chưa biết. Dạ. Yeah. Riêng Tổng thống Barack Obama thì theo ông Phạm Trần như thế nào vậy? Cái vai trò của ông Obama rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử năm nay của Đảng Dân Chủ, là bởi vì ông Donald Trump khi lên cầm quyền, cái việc đầu tiên là ông muốn xóa tất cả những cái thành tích của ông Obama, của chính quyền Obama trong vòng 8 năm. Hầu như tất cả mọi cái sự thành công của ông Obama cũng đều bị ông Donald Trump chống đối và tìm mọi cách vận động các đại biểu của Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội để mà đưa ra những cái dự luật, hoặc là ông ấy ký những cái quyết định hành chính để mà xóa bỏ tất cả những cái kế hoạch kinh tế cũng như là kiểm soát khí hậu của ông Obama. Thành ra ông Obama, tôi nghĩ là trong thâm tâm ông ấy, cái điều đó mà là cái điều ông ấy phải chú trọng, quan tâm để mà lấy lại cái uy tín của ông ấy, cũng như là cái thành tích của 8 năm cầm quyền của ông ấy, là bởi vì lịch sử sẽ phán xét về những cái chuyện đó, cũng như sẽ phán xét về những cái quyết định xóa bỏ cái legacy của ông Obama. Thành ra tôi cho rằng là ông Obama sẽ đóng một cái vai trò rất lớn trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Yeah. Và đặc biệt nếu mà ông Joe Biden là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, thì ông Obama tôi tin là ông ấy sẽ đi vận động tranh cử cho ông Joe Biden được rồi. Dạ, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin được cảm ơn ông Đỗ Quang Tỏ. Dạ. Yeah. Xin chào anh Nhân. Vâng, xin chào anh Nhân, và xin cảm ơn anh Tỏa đã tham gia cuộc nói chuyện với tôi, cũng như xin kính chào quý vị khán thính giả của SPTN. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và ông Đỗ Quang Tỏ và nhà báo Phạm Trần đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.